Xin chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Thúy Trần Bất Động Sản Bình Dương. Nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy buồn bã và chán nản thì lúc này đừng làm gì cả. Hãy lấy cuốn sổ tay của mình ra, ghi lại những câu châm ngôn sống này vào sách. Vừa ghi vừa ngẫm về những câu nói này, đảm bảo sau khi viết xong 10 câu châm ngôn sống này, tinh thần của bạn sẽ phấn chấn hơn rất nhiều và lấy lại năng lượng để sẵn sàng đương đầu với những thử thách đang chờ đợi bạn phía trước. Bạn dũng cảm hơn những gì bạn tin, bạn mạnh mẽ hơn những gì bạn thấy và bạn thông minh hơn những gì bạn nghĩ. Đừng hạ thấp giấc mơ chỉ để phù hợp với hoàn cảnh, hãy củng cố niềm tin để làm được những điều tuyệt vời hơn. Hãy làm việc khi người khác còn đang ngủ, học hỏi khi họ đang tiệc tùng, tiết kiệm khi họ đang phung phí và bạn sẽ sớm có được cuộc sống như bạn đang mơ ước. Không việc gì phải xin lỗi khi bạn có tiêu chuẩn cao. Người thật sự muốn là một phần cuộc sống của bạn sẽ biết cách chạm đến tiêu chuẩn đó. Sai một lần thì có thể là tai nạn, nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần thì đó chính là sự lựa chọn. Thất bại không đáng sợ, đáng sợ là khi bạn cứ mãi u lì một chỗ từ ngày này qua ngày khác và chẳng có gì thay đổi. Nếu có thể làm ai đó mỉm cười, hãy làm ngay hôm nay. Thế giới này cần nhiều người như bạn. Nếu giấc mơ của bạn không khiến bạn sợ hãi, rõ ràng giấc mơ đó chưa đủ lớn. Những bài học đắt giá nhất thường đến từ những khoảng thời gian tồi tệ nhất. Người làm việc chăm chỉ sẽ đánh bại người tài năng khi người tài năng không làm việc chăm chỉ. Vâng, xin chúc cả nhà một buổi tối bình an và an lành. Xin chào và hẹn gặp lại.